rồi nha. Hợp đồng thành công và xin được gửi bạn giải nhất cao nhất dành cho vị khách tuyệt vời này. Xin được trân trọng vinh danh vị khách Phạm Thành Nguyên. Xin mời. Xin lỗi, vị khách đã đặt cọc thành công trong ngày hôm nay với dòng xe Ford với phiên bản mới nhất của chúng ta. Và không biết bây giờ cô sẽ quyết định chọn những phần quà nào cho những phần quà người gửi lên. Bởi vì hôm nay cô chú anh chị là người đã đặt cọc chiếc xe nào ạ? À? Mình đã chốt một chiếc xe này. Wow, tuyệt vời. Chọn phần quà nào ạ? Máy lọc không khí đi, một cái giờ nó ô nhiễm á. Thưa anh, chọn 3 phần luôn. Chỉ chọn được một phần mà thôi. Vâng, nếu được ba không khí thì bây giờ phải trải qua một số vấn đề kiểm tra ở đây. Xin hỏi là trang Facebook mình hiện tại bây giờ đã có bao nhiêu lượt xem rồi ạ? À? Sách chương trình ạ? À? Xin cô mở ra xem rồi ạ? Dạ. Dạ, dạ, có thể mở Việt Nam được không ạ? À? Chúng ta kiểm tra ngày hôm nay sự kiện ra mắt hai dòng xe mới của Ford đã nhận được sự quan tâm của rất là nhiều khách hàng Tây Ninh, và những khách hàng đến đây chụp ảnh đã có sự lượt xem rất là nhiều. Wow, đẹp quá. Thưa quý vị, chúng ta có hàng trăm lượt xem, và đặc biệt có đến 24 bình luận. Vâng, và tất cả bình luận đó đều là những bình luận tuyệt vời có cánh dành cho Tây Ninh Ford là quá tuyệt vời em yêu ơi. Xe này rất hợp với dáng em ước gì có được chiếc xe như thế này thôi. Đây có hai phiên bản mới của Ford, chị sẽ chọn phiên bản nào ạ? Em hồi nãy thì cũng có xem cái phiên bản này rồi và thấy nó cũng có rất là nhiều tính năng giỏi hơn xe bên đang trên. Vâng, xin được cảm ơn em chia sẻ rất tuyệt vời. Em có nghĩ cũng ngồi lên và em nhận rất nhiều nhận lời dòng cao để mình đi được những hoạt động văn hóa nước ngoài và lại có nhiều người có sức chứa tốt hơn. Hiện tại đây là bắt đầu đi ở trong một điện rất là quên một phần quà mới là không khí nữa. Vâng, một đoàn tay để cùng chúc mừng cho vị khách Quỳnh Thị Kim Hoa. Và xin cảm ơn anh rất nhiều.